Trung tâm đèn sân khấu Việt xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị các bạn một mẫu đèn LED 2-trong-1. Trên màn hình của quý vị và các bạn là dòng đèn LED pha la 2-trong-1 kết hợp LED và laser. Đèn sử dụng 5 bóng LED RGBW và hai mắt laser xanh lá và đỏ chiếu ra gobo hình. Đây là dòng đèn LED pha la 2-trong-1 quý vị nhé. Đèn có thiết kế 62 cái mắt này để tạo ra 62 luồng sáng này. Hai mắt laser chiếu gobo đây. Trên đây là cái chiếu gobo của gobo hoa văn của đèn. Và còn điều đặc biệt nữa tạo nên điểm nhấn cho đèn là đèn có một vòng đèn LED 505 đổi màu ở dưới ở đây. Ở quanh đèn có dòng đèn LED 505 đổi màu để tạo điểm nhấn cho đèn. Với cái dòng đèn LED pha la 2-trong-1 này thì đèn có 3 chế độ chạy. Là chế độ chạy theo nhạc, chạy qua bàn điều khiển DMX và chạy tự động. Thông thường chúng ta thường cài chế độ chạy theo nhạc cho đèn là chính thôi. Lắp đặt đèn cũng đơn giản quý vị nhé. Úp trực tiếp trên trần. Tháo cái đế ra và úp trên trần là xong. Đèn chỉ cần có một dây nguồn vào là được. Tiếp đến Chiến sẽ cắm và test cho quý vị các bạn xem thực tế đèn nó chạy như nào, hoa văn chiếu ra sao.